该如何救赎。Tập 11. Quýnh con. Thượng quan Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, cô đang làm gì vậy? Sao lại tới chỗ từ đường này? Em đang tìm chó con giúp chị Ngọc Phượng. Chó mèo gì ở đây? Từ đường là cấm địa của vũ phủ, không có sự cho phép của cha không ai được tự ý bước vào. Tôi không phải. Thượng quan Tuyết Nhi, cô đây là ngang nhiên làm trái quy tắc của vũ gia chúng tôi. Tôi không phải cố ý xông vào, tôi chỉ là tới giúp. Chỉ cần là làm trái gia quy đều bắt buộc phải chịu trừng phạt theo như gia pháp. Bắt buộc phải đánh roi 50 cái, không được bước vào vũ phủ nửa bước. Tôi nói này, đuổi quái ra khỏi vũ gia là được, phạt đánh thì thôi bỏ qua đi. Không được. Tuy rằng cha không ở nhà nhưng gia quy không thể thay đổi. Lấy roi gia tới đây. Trên phố gần đây có một tiệm sơn hào tiền thị, khách hàng đều nói nắm cái tiệm đó ngon. Ngay cả những khách quen lâu của chúng ta dạo này cũng không ghé tiệm chúng ta nữa. Phải nhanh chóng nghĩ cách thôi. Chuyện có người chết ở tiệm ăn Vĩnh Sương đã đủ phiền phức, bây giờ lại lòi ra thêm một tiệm sơn hào tiền thị, thật đúng là chó cắn áo rách. Tôi phải đi tìm Tuyết Nhi, bàn bạc đối sách. Lão gia, lão gia không hay rồi. Chuyện gì? Tuyết Nhi cô nương đi nhập vào từ đường, đại thiếu gia đang muốn trách phạt cô ấy. Cái thằng con bất hiếu này suốt ngày chỉ biết gây phiền phức. Đi theo ta. Dạ. Các tường, lấy roi da ra đây đi. Tới đây. Tới đây rồi, đại thiếu gia. Đại ca, Tuyết Nhi không phải người của dòng họ Vũ, không cần phải tuân thủ quy tắc. Từ đường là nơi cấm, không được tự ý vào, đây là quy định của cha. Thượng quan Tuyết Nhi hiện đang ở vũ phủ thì đương nhiên phải chấp hành quy định này. Em dâu, em không thể ăn cây táo rào cây sung. Đại ca, anh ta có dính lòng chó, là Vũ Thiên Chương và Ngọc Phượng liên thủ hãm. Hôm nay cô ta bắt buộc phải chịu trừng phạt. Đại ca, Thiên Chương, Thanh Hà, Thanh Hà, chị không sao chứ? Em dâu, suốt cuộc cô ta chút bụi mê thuốc lú gì cho em? Cô ta làm trái gia quy, cho dù cha có ở đây cha cũng sẽ phạt cô ta. Thiên Chương, nếu đã làm nói làm trái gia quy thì cậu đuổi cô ta đi là được, đừng có đánh nữa. Mọi người đừng cản tôi. Em dâu, tránh ra. Hôm nay tôi phải thay cha đánh cô ta. Ai bảo cô ta dám vi phạm gia quy chứ? Dừng tay. Cha. Lão gia. Thượng quan Tuyết Nhi tự ý xông vào cấm địa từ đường, cô đang xử lý theo gia pháp. Cha vậy bà lại nghiêng về phía một người ngoài. Tuyết Nhi là khách quý nhà vũ gia chúng ta, sao lại không ai được nói đến chuyện đuổi cô ấy đi? Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tuyết Nhi, ra ngoài với tôi. Thiên Chương đã nói đừng quá đáng mà, sao cậu có thể đánh cô ta? Quá xa đây chính là vũ phủ. Tiên sinh, xin hỏi ngài là... Làm phiền cô và báo một tiếng, nói là Tống Thành của Vận Chuyển Đại Thành muốn gặp lão gia. Xin đợi một chút. Tuyết Nhi, vết thương của cô thế nào? Tôi không sao, thằng nhóc Thiên Chương này lát nữa tôi dạy dỗ nó, để cô chịu ấm ức rồi. Tôi thay Thiên Chương xin lỗi cô. Vũ lão gia, là do Tuyết Nhi không hiểu quy tắc đi nhầm vào từ đường. Quy tắc do người lập ra, có thể lập cũng có thể phá. Vũ lão gia, tôi muốn nói với ngài một chuyện. Mời nói. Thật ra hôm nay tôi tới là để cáo từ ngài. Tôi ở vũ phủ làm việc một thời gian dài, bây giờ cũng nên rời đi. Cô đi rồi thì việc làm ăn của vũ gia chúng tôi phải làm sao? Bây giờ chữa cục cảnh sát chưa giải quyết, lại xuất hiện thêm tiệm sơn hào tiền thị gì đó, tôi hết đường xoay sở rồi. Tuyết Nhi cô xem, lão gia bên ngoài có vị Tống tiên sinh muốn gặp. Tống tiên sinh. Được, mời vào đi. Dạ được.
Thiếu gia, các người lui xuống hết đi. Dạ được. Thiên Chương đánh cũng đánh rồi, đừng gây thêm chuyện gì nữa. Vừa rồi cha cũng tức giận rồi. Phụ nữ thì biết cái gì? Thử qua Tuyết Nhi bắt buộc phải rời khỏi Vũ gia. Vũ Lâm gia, chào ngài. Tôi là Tống Thành của Vận Chuyển Đại Thành. Lâu như vậy mới tới thăm ngài, thất lễ rồi. Quá xa là Tống tiên sinh, gây danh đã lâu, gây danh đã lâu. Phải rồi, đây là chút quà gặp mặt, xin hãy nhận lấy. Tuyết Nhi, còn không nhận quà đi. Sao em lại ở đây? Em làm việc ở đây. Chuyện gì vậy? Ai đánh em? Chỉ là chút hiểu lầm. Vũ Liễu gia, ngài đừng trách tôi nhiều chuyện. Tôi với Tuyết Nhi cô nương là bạn bè. Hôm nay tới phủ hỏi thăm ngài cũng mới biết chuyện cô ấy làm việc ở đây. Không biết là nguyên nhân gì mà lại dùng roi đánh bạn tôi vậy? Thực ra là như vậy. Không sai, là do tôi làm sai trước, không liên quan tới người khác. Anh tới vũ phủ có chuyện gì không? Đúng vậy, Tống tiên sinh, cậu thấy nhà chúng tôi có việc gì không? Hôm nay tôi tới là muốn nói với Vũ Lão gia một tin tốt. Tôi tìm người. Tìm ai? Phi Hồng. Đà Chuan. Đại Xuyên, anh đã tìm chúng tôi. Có phải có tin tức gì không? Tôi nghe ngóng được có một nhóm người tối nay sẽ giao dịch Trân Châu Bạch Hồng ở sông Bạc. Anh chắc chứ? Chắc chắn. Tốt lắm Đại Xuyên. Đi, bao giờ chúng tôi đi. Đi thôi. Tôi nghe nói Vũ gia các ông dưới án mạng của một quan viên vì làm ăn bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tôi tin là thương gia của tiệm Sơn Hào Hồng Tam như ông có tiếng lâu đời ở đây chắc chắn sẽ không dễ dàng làm ra chuyện tổn hại tới thành ý như vậy được. Vậy nên tổng đại lý của toàn châu Âu là tôi đây, vốn đã quyết định đặt mua hàng của ông chủ Hồng Tam, coi như là sự ủng hộ của tôi với thương gia cũ. Nhưng bây giờ tôi thay đổi ý rồi. Cái này tại sao lại đổi ý? Bởi vì cô ấy Tuyết Đức Nhi cô nương sao? Tống tiên sinh, anh nói vậy là ý gì? Xin anh được hành động theo cảm tính. Tuyết Nhi, em là bạn của tôi, bất kể là nguyên nhân gì tôi cũng không cho phép người khác làm em bị thương. Tống tiên sinh, tôi biết cậu để tâm tới người bạn là Tuyết Nhi, cô ấy phải chịu uất ức, tôi xin lỗi cậu. Nhưng cậu là người làm việc lớn, không thể lẫn lộn giữa chuyện công và chuyện tư. Xin lỗi Vũ Lão gia, để ông chưa cười rồi. Nhưng đối với tôi mà nói, không cần biết là chuyện công hay tư, chỉ cần là chuyện của Tuyết Nhi, với tôi đều là chuyện lớn. Xin lỗi, tôi đi trước. Tống tiên sinh, xin anh thu hồi lại quyết định đi. Chuyện tôi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tống tiên sinh. Đứng im, đứng im, thành thật một chút, mau chạy đi. Đứng im, chạy đi đâu? Không được nhúc nhích, dẫn về hết cho tôi. Đi, dẫn đi. Nào, làm tốt lắm. Mua cho ba mẹ anh chút đồ đi. Cảm ơn đại ca. Vũ Lão gia, ngài không sao chứ? Tổng đại lý của năm khu vực châu Âu vốn là một con vịt béo, bây giờ đột nhiên bay mất rồi, cô cũng lại đòi đi, sao tôi có thể không sao? Vũ Lão gia, tôi không đi nữa, tôi ở lại giúp ông. Thật sao? Nhưng mà tôi có một điều kiện. Không biết ông có thể giúp tôi không? Điều kiện gì cô cứ việc nói. Đợi vụ án ở tiệm Sơn Hào kết thúc và chuyện của nhà hàng Vĩnh Sư cũng giải quyết xong, lúc đó tôi sẽ đi. Tới đó cô vẫn rời đi. Xin Vũ Lão gia hãy đồng ý. Vậy được rồi.
Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Đã muộn như vậy rồi, Đại Long chắc không còn ở cục cảnh sát nữa. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ mình không muốn quay về Vũ Phủ, chi bằng ở lại đây qua đêm, sáng sớm mai có thể gặp được Đại Long rồi. Tuyết Nhi, em ở đâu? Em có biết anh nhớ em không? Anh Thành. Quyền Hổ, chuyện tôi bảo cậu điều tra xa lượng, có manh mối gì không? Trước mắt thì chưa có manh mối. Nhưng trước đây anh kêu tôi điều tra bối cảnh của Hải Đại Long, lại có phát hiện mới. Cậu đoán nghe xem, thân phận thật sự của Hải Đại Long thực ra là Vũ Thiên Tường. Vũ Thiên Tường. Nhưng tôi rõ ràng nghe Tuyết Nhi gọi hắn là Hải Đại Long mà. Mấy năm trước Vũ Thiên Tường làm cảnh sát ngầm, thâm nhập vào bang Hán Khẩu, lấy tên là Hải Đại Long. Về tin tức chi tiết của Vũ Thiên Tường, cảnh sát đang điều tra rồi, chắc chắn sẽ nhanh có thông tin thôi. Được, tôi biết rồi. Một khi có tin gì thông báo cho tôi biết ngay. Dạ. Vũ Thiên Tường, tốt nhất anh đừng bắt nạt Tuyết Nhi, nếu không tôi nhất định không tha cho anh. Đại Long, đừng nói là em ngủ ở đây cả đêm nhé. Tuyết Nhi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Đại Long, anh kéo em đi đâu? Chúng ta không phải đi điều tra vụ án sao? Anh đưa em đi rửa mặt trước đã. Anh không muốn cả ngày đối mặt với một khuôn mặt vẫn còn rỉ mắt đâu. Em, anh Thành, thông tin về Vũ Thiên Tường đã điều tra rõ ràng, mau nói. Vũ Thiên Tường là nhị thiếu gia của Vũ gia. 5 năm trước kết hôn với con gái của bí thư Lý, Lý Thanh Hà. Cậu đó cái gì? Vũ Thiên Tường kết hôn rồi. Dạ. Nhưng điều kỳ lạ là từ sau khi Vũ Thiên Tường kết hôn thì vẫn luôn ở cục cảnh sát, rất ít khi về Vũ Phủ, càng hiếm khi qua lại với phu nhân của mình. Có vẻ như là luôn sống riêng. Trước gì căn bản không biết hắn là Vũ Thiên Tường, càng không biết hắn đã kết hôn thật rồi. Tuyết Nhi vẫn luôn bị che mắt. Vũ Thiên Tường đây, rốt cuộc anh đang giở trò gì vậy? Hoa tươi đây, thuốc lá. Gần đây chồng tôi không ở nhà, chúng ta có thể tình tứ với nhau được rồi. Được. Nhớ em muốn chết. Đáng ghét.
Người phụ nữ kia từng tới phòng thẩm vấn, người đàn ông bên cạnh không phải chồng cô ta. Anh nói đúng, chúng ta quả thực đã bỏ sót một điều. Người có tiếp xúc với những phụ nữ này không chỉ có chồng của họ, còn có người thứ ba. Cái gì? Chồng chống đây, người lớn trẻ nhỏ đều có thể chơi. Là ông ta. Trên người ông ta có mùi đặc trưng, chính là ông ta hạ độc. Này, đứng lại cho tôi. Mau lên, nhưng mà anh không biết đi. Mau trèo lên đi. Hỏng rồi, không nhìn thấy người đâu. Tìm thế nào? Hắn ở trong này, nhà tắm công cộng. Vậy nếu hắn dùng xà phòng rửa sạch mùi cơ thể, chẳng phải là không tìm được nữa sao? Hắn ta có thể rửa sạch mùi cơ thể, nhưng mùi trên quần áo chắc chắn vẫn còn. Chúng ta đi thẳng tới phòng thay đồ trong nhà tắm. Hắn ta đi vào phòng tắm nam. Anh cởi đồ của mình xuống trước đi. Không phải ở đây. Là bộ này. Là bộ đồ của hung thủ kia. Có Đại Xuyên làm đối ứng cho chúng ta. Nhanh như vậy đã phá được án rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng có thể bắt gọn hết tội phạm ma túy ở Thượng Hải. Hy vọng là như vậy. Anh em làm gì vậy? Người anh em chúng ta phá được vụ án. Vui lên một chút. Hai thằng đàn ông với nhau, tôi vui vẻ vậy được chắc. Anh làm tôi không biết ra đâu với đâu này. Đúng thật là tôi tự nhảy một mình. Xin chào tiên sinh. Sao vậy? Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Có phải anh từng tới nhà hàng Vĩnh Sương không? Nhà hàng Vĩnh Sương? Không có, tôi chưa từng tới. Anh có phải người hạ độc chết người ở nhà hàng Vĩnh Sương kia không? Không thể nào, anh nhận nhầm người rồi. Trấn Hà Tây, hôm nay tôi tới là để điều tra về gia đình nhà thượng quan Diệu Dương. Đặt rồi thì buông tay. Nào mau tới đăng ký. Căm ghét cái ác, nắm giữ chức vị quan trọng nhưng mà không tham lam. Cảnh sát hiện giờ như anh ấy quá ít rồi. Cũng không biết anh ấy làm sao lại nhìn trúng một người phụ nữ như Lan Hoa nữa. Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Tiên sinh đi thông thả.
Hậu nhân của Lam Thái An và anh em Thượng Quan Diệu Dương quả thật có chút giống. Nói thế nào cũng phải xuống tay từ Lan Hoa, biết đâu có thể có chút tiến triển gì đó. Ông chủ tiệc kia sai khiến bồi bàn hạ độc vào nấm trong nhà hàng Vĩnh Sương. Vì đố kỵ Vũ gia làm ăn tốt mà năm lần bảy lượt hãm hại Vũ gia, cuối cùng còn hại biết bao nhiêu người vô tội. Loại người này quá đáng giận rồi, đúng là đáng chết. May mà giờ có Thiên Tử với Tuyết Di cô nương thông minh dũng cảm mới có thể phá được vụ án này nhanh như vậy. Hy vọng vụ án trân châu học bạch của chúng ta cũng có thể mau chóng được phá, để cho Thiên Tường một niềm vui bất ngờ. Phải rồi, vừa rồi Thiên Tường còn ở đây, sao mới đó đã chạy đi đâu? Từ khi Thiên Tường với Tuyết Nhi cô nương dẫn hung thủ về cục cảnh sát thì Thiên Tường vẫn luôn thẩm án. Tuyết Nhi cô nương vẫn luôn đợi tin tức ở ngoài cục cảnh sát. Bây giờ thẩm án xong rồi, Thiên Tường chắc là lo đi gặp Tuyết Nhi cô nương đầu tiên rồi. Đi thôi. Đi. Sao vẫn còn chưa đi ra? Đại Long, vụ án thế nào rồi? Đã khai hết toàn bộ. Bởi vì đố kỵ với chị làm ăn của ông chủ Hồng Tam, vậy nên mới cố ý đi hạ độc. Một mặt người cứ vậy mà đi mất. Đúng vậy. Vậy em về trước đây, em phải về nói tin tức này cho Vũ lão gia biết để ông ấy yên tâm. Tuyết Nhi, cảm ơn những việc em đã làm cho Vũ gia. Đại Long, sao lại kỳ lạ như vậy? Phải rồi, có phải anh rất thân với chuyên viên Vũ Tường không? Vũ Thiên Tường. Đúng vậy. Vũ Thiên Tường thì làm sao? Nếu như anh gặp anh ấy, có thể khuyên anh ấy về nhà không? Anh nói với anh ấy, vợ anh ấy thực sự rất nhớ anh ấy, vẫn luôn đợi anh ấy trở về. Tuyết Nhi à, thật ra anh Thiên Tường, Tiểu Trương, anh tìm Thiên Tường phải không? Thiên Tường ra ngoài rồi. Đi, tôi đưa anh đi tìm anh ấy. Anh không thấy sao, anh ấy ở bên kia kìa. Đại Long, thân hình của anh có phải giống như Vũ Thiên Tường không? Vừa rồi em còn tưởng anh ta gọi anh đó. Tuyết Nhi, đúng rồi, không phải em đang vội về nói với Vũ Lão Gia chuyện vụ án sao? Anh xem trí nhớ này của em suýt nữa thì quên mất. Vậy em đi trước đây. Được. Tuyết Nhi, để xử lý xong chuyện của Thanh Hà, anh nhất định nói mọi chuyện cho em biết. Hay quá, vụ án trúng độc ở nhà hàng Nguyễn Sương đã được điều tra rõ, không liên quan gì đến ông chủ Hồng Tam chúng ta, tổ tông tích đức rồi. Tốt quá rồi. Để cho biểu hiện tiệm sơn hào của ông chủ Hồng Tam này không bị đứt đoạn trong tay tôi. Tốt quá. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Những điều này là công lao của Tuyết Di cô nương. Lão gia, ngài phải kiếm thứ gì đó tặng cho Tuyết Di cô nương đi. Tôi sẽ làm vậy. Phải rồi mẹ Dung, lát nữa tôi làm mấy món ăn. Hôm nay mọi người ăn uống như vậy một chút. Tuyết Nhi cô nương, lỡ phát hiện ra là Vũ Thiên Tường thì phải làm sao? Nguyên Giáp, cảm ơn anh. Chúng ta không phải anh em sao? Nói mấy lời này làm gì? Thiên Tường, sau này vẫn nên bớt để Tuyết Nhi cô nương tới cục cảnh sát chúng ta đi. Ở đây nhiều người phức tạp, chuyện như hôm nay chắc chắn vẫn còn xảy ra. Anh uống ít thôi. Tôi sợ không đợi được tới khi Thanh Hà rời đi. Tôi đã nói hết mọi chuyện cho Tuyết Nhi rồi. Tôi thật muốn cho người tôi yêu một mái nhà. Tôi hiểu.
Thiên Tường, anh cũng đừng khổ sở quá. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôi tin hai người các anh nhất định sẽ là người có tình, rồi sẽ trở về bên nhau. Hải Đại Long, Hải Đại Long, anh tới đây làm gì? Hải Đại Long, không, nên gọi anh là Vũ Thiên Tường mới đúng. Anh dạy mình đi điều tra tôi. Thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu làm việc nghiêm túc chính trực thì việc gì phải sợ người ta điều tra? Đặt rồi buông tay, đặt rồi thì buông tay, đặt rồi buông tay. Nhanh lên, sắp mở rồi. Hôm nay tay xui quá đi. Đặt lớn, đặt nhỏ. Đặt đi. Được, chuẩn bị nhé. Đặt nhỏ, nhanh đặt đi. Anh là ai, dựa vào đâu phải tin anh? Đặt lớn, lật bài, mở. Lớn. Được rồi, nào. Tiếp tục. Thêm một dáng nữa. Tống Thành, tôi cảnh cáo anh, đừng chen vào chuyện giữa tôi và Tuyết Nhi. Nếu tôi không nghe anh thì sao? Được rồi, đặt đi, đặt rồi buông tay. Hết tiền rồi, không chơi nữa. Đợi đã, không muốn lấy lại vốn sao? Đặt rồi thì buông tay. Lớn 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 mà đặt đi. Tôi cũng đặt lớn. Đặt lớn bên này, đặt nhỏ thì bên này. Đặt lớn hay nhỏ, đặt đi. Đặt rồi nhé. Lớn nhỏ mở, tôi thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Đều là của tôi. Đúng thật, thua sạch rồi, tốt. Tới đây đi. Tuyết Nhi, chị biết em muốn đi mà. Chị không cho phép em đi. Chị Thanh Hà, bây giờ vụ án xử lý xong rồi, em cũng nên đi. Tuyết Nhi, em vẫn còn tức giận hôm ở Từ Đường, có đúng không? Không có, không có. Em thực sự không giận ai. Em chỉ là không muốn gì em mà lại khiến người khác không vui. Huống hồ không phải vì em thì cũng không khiến chị bị đánh. Tuyết Nhi, em bị ngốc sao? Chị em tốt sao như vậy mà? Nếu như chị bị đánh, em cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trừ phi em không xem chị là bạn mới khách sáo như vậy. Sao có thể chứ? Không có đâu. Tuyết Nhi, cũng bởi vì em quá lương thiện nên cha mới coi trọng em. Dì Hồng tuy là hơi gan tị nhưng không phải người xấu. Em định giận bà ấy, có được không? Nhưng mà thêm nữa, không phải em đã đồng ý sẽ dạy chị may vá giặt đồ nấu ăn sao? Còn quyết tâm sẽ dạy chị trở thành người vợ đạt tiêu chuẩn nhất Thượng Hải này. Bây giờ nhiệm vụ của em vẫn chưa hoàn thành đã muốn rời đi. Chẳng lẽ em là một cô gái không giữ lời hứa nhưng lại thích nói suông như vậy? Được rồi, em không đi nữa được chưa? Không thì chị lại nói liên hồi với pháo nổ, tới mức còn da hơn cả pháo bên ngoài kia rồi. Vậy em không đi nữa sao? Đúng, không đi nữa. Tuyết Nhi, đi ăn cơm thôi. Hôm nay cha rất vui nên đã mời đầu bếp món tay giỏi nhất Thượng Hải tới nấu cho chúng ta. Tốt quá rồi, đi ăn thôi. Xin lỗi, vừa rồi uống có hơi nhiều. Từ trong ánh mắt của anh có thể nhìn ra được một luồng sát khí đó. Không, anh chắc chắn là ghét mùi rượu của tôi phải không? Vậy thì chắc anh cũng nghiệm ra được tâm tình lúc này của tôi. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh cũng đều khiến tôi chán ghét cực độ.
Vũ Thiên Tường. Tôi nói này, hai người có gì từ từ nói, sao lại động tay động chân vậy? Cút ra. Tống Thành, tôi nói anh biết, tấn công chuyên viên là tội nặng đó. Thiên Tường, nếu anh mà ra tay đánh nhau nơi công cộng thì tôi sẽ bắt cả anh vào đây. Bỏ tay, bỏ tay đi. Tuyết Nhi, tôi sẽ không để Vũ Thiên Tường hại em đâu. Vũ Thiên Tường, anh đợi đó. Hôm nay ra đường gặp quý nhân, kiếm muội rồi. Phải rồi, tôi tên là Lan Hoa, anh tên là gì? Tôi tên Từ Lai. Lan Hoa, cô là người có duyên đầu tiên tôi quen ở trấn Hà Tây này. Rất vui được quen biết cô. Sau này cô có việc nhờ đến cô, không thành vấn đề. Tôi đây là người bản địa, sinh sống ở đây hơn 20 năm rồi. Không có chuyện gì tôi không biết. Hơn nữa chồng của tôi còn là đội trưởng của cục cảnh sát trấn Hà Tây. Anh có chuyện gì có thể tới nhờ anh ấy giúp. Vậy sao? Vậy tốt quá rồi. Chuyện nhỏ thôi. Lan Hoa, Diệu Dương, sao em lại ở đây? Anh hỏi em đó, muộn như vậy còn chưa về nhà, có phải là tới đây đánh bạc không? Chu Diên Từ, sao anh ở đây vậy? Anh biết tôi, anh từng tới chính phủ trấn Hà Tây, quyền trưởng đã tới cục cảnh sát có giới thiệu qua. Tôi tên Thượng quan Diệu Dương. Quá sao hai người quen biết nhau? Vậy em đỡ phải giới thiệu hai người với nhau rồi. Em gái Lan Hoa, hôm nay gặp được cô tôi rất vui. Cũng không còn sớm, tôi xin cáo từ trước. Được, đi thông thả nhé Chu Diên Từ. Cáo từ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, còn ra ngoài nữa có tình anh đánh gãy chân em không? Còn nữa, sau này được tiếp xúc với người lạ ở ngoài trấn Hà Tây. Như chuyên viên Từ kia là người chính phủ mới phái tới làm chuyên viên. Em biết rõ mà, nếu em còn tiếp tục qua lại với anh ta sẽ gây bất lợi cho chúng ta, em rõ chưa? Con người của anh cũng kỳ lạ thật. Tại sao em lại không thể qua lại với người bên ngoài chứ? Chẳng lẽ người bên ngoài đều có mốc trên người chắc? Em chạm vào là bệnh hay sao? Tóm lại là để tốt cho nhà chúng ta. Đúng thật là. Về nhà đi. Hoa tươi, bắn hoa đây. Tránh ra, nhường đường một chút. Có biết chạy không vậy? Cẩn thận tránh xa, nhìn phía trước. Tuyết Nhi, em có sao không? Đừng có chạy, đền tiền đi. Mau chạy thôi. Đuổi theo, đền tiền đi. Cảm ơn ông trời. Cảm ơn vì đã cho tôi thêm một cơ hội vui vẻ. Sau này tôi và Hải Đại Long nhất định sẽ thương yêu nhau. Tuyết Nhi, nào, mau mặc thử bộ váy này xem. Bộ này tôi dặn may riêng theo kích cỡ của cô đó. Chị Thanh Hà sao lại tặng đồ cho em nữa? Lần này thì em thực sự không thể nhận. Lần này khác, em phải mặc thật đẹp để gặp chồng của chị. Chị muốn dẫn em đi gặp nhị thiếu gia. Khi nào vậy? 6 giờ tối nay, em là chị em tốt của chị, anh ấy là chồng chị. Chị cảm thấy phải sắp xếp một buổi gặp mặt để mọi người làm quen với nhau. Nhân tiện để Thiên Tường thử tài nghệ nấu nướng của chị, nhìn sự thay đổi của chị. Vậy nên em nhất định phải ở cạnh cổ vũ chị mới được. Đây là một mở đầu tốt, em chắc chắn sẽ ủng hộ chị.
Vậy chị đã đi nói với anh ấy chưa? Chị kêu Như Ý đi mời anh ấy rồi. Nếu như Như Ý không mời được, chị sẽ đích thân đi mời anh ấy về. Đúng, nếu như lần này còn không mời được thì chúng ta kiếm một sợi dây thừng trói chân tay anh ấy đưa về. Đúng, chị sẽ không nhục chí đâu. Chúng ta có một khẩu hiệu: phụ nữ kiên cường có thể khóc nhưng sẽ không chịu thua. Mau, thử bộ váy này một chút đi, xem có hợp không. Anh xem, Chu Diên Vũ của chúng ta có tiền, gia cảnh tốt, lại đẹp trai, chẳng trách phụ nữ đều thích. Anh nói xem tình yêu suốt cuộc là như thế nào. Tôi cũng muốn thử một chút. Tôi nói anh này, tình yêu không chỉ có ngọt bùi mà còn có đắng cay nữa. Anh xem Chu Diên Vũ vì tình yêu mà đau khổ biết bao nhiêu. Tôi vẫn cảm thấy độc thân tốt hơn, sẽ không bao giờ có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Có đắng cay cũng là cà phê đắng. Không phải đâu, tình yêu giống như một ly rượu, ai uống vào cũng sẽ say. Tôi vẫn cảm thấy luôn giữ mình tỉnh táo thì tốt hơn. Giả giờ Nguyên Giáp, nhìn cái gì? Anh đợi một chút. Vị cô nương này, xin hỏi cô tới cục cảnh sát là muốn tìm ai? Tôi là nha hoàn của Vũ phủ Như Ý. Tôi tới tìm vị thiếu gia nhà chúng tôi, Vũ Thiên Tường. Vị thiếu phu nhân nhà chúng tôi muốn chuyển lời cho thiếu gia. Tìm Thiên Tường, cô đi theo tôi. Anh là ai? Tôi là bạn của anh ấy. Nào, mời. Chỉ biết khoác lác. Vừa rồi còn nói phải luôn giữ mình tỉnh táo, mới cách bao lâu đã say rồi. Thiên Tường, có người tìm anh. Như Ý, sao cô lại tới đây? Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân kêu tôi tới báo cho cậu. 6 giờ tôi mời cậu về ăn cơm. Cô về nói lại với nhị thiếu phu nhân, buổi tối tôi có việc không về được. Nhị thiếu gia, cậu về nhà một chuyến đi. Cậu không biết nhị thiếu phu nhân vì cậu đã học nấu ăn bao lâu, tay cô ấy bị bỏng bao nhiêu vết thương. Hôm nay cậu mà không về chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng. Hơn nữa nhị phu nhân nói cậu chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Cậu về nhà một chuyến đi có được không nhị thiếu gia? Mau về nhà đi. Hay là tối hôm nay nói rõ hết mọi chuyện với Thanh Hà luôn. Nhị thiếu gia, Như Ý, nói với Thanh Hà tối nay tôi sẽ về đúng giờ. Dạ. Nếu như mình về Vũ phủ, khó tránh khỏi gặp Tuyết Nhi. Nhưng bây giờ mình vẫn chưa thể nói với cô ấy quan hệ giữa mình với Thanh Hà. Xem ra mình phải kéo cô ấy ra trước mới được. Nguyên Giáp, giúp tôi chuyển bức thư này cho Tuyết Nhi. Được. Bức thư này rất quan trọng, bắt buộc phải giao tận tay cô ấy, không được đọc lén. Có biết chưa? Tôi biết rồi. Tuyết Nhi, cô đang tính tới tiệm Sơn Hào đấy. Thật ra tôi tới tìm cô là muốn chuyển lời của lão gia. Dì Hồng cứ nói đi. Lão gia nói chuyện của gia hàng Dĩnh Sương tuy đã giải quyết, nhưng mà bởi vì chuyện này, việc làm ăn của quán chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Trước mắt có một vị khách hàng lớn, nhưng mà phải nhờ Tuyết Nhi cô nương giúp đỡ thêm. Ý của vụ lão gia là ông chủ Tống Thành lần trước tới đây sao? Đúng đúng đúng, chính là ông chủ Tống. Công ty vận chuyển Đại Thành của anh ta có nguồn khách lớn, việc làm ăn phát đạt. Nếu như được anh ta nói đặt hàng nắm của quán chúng ta cho toàn châu Âu trong một năm, thì việc làm ăn của quán chúng ta chắc chắn có thể vực dậy huy hoàng trở lại. Chỉ là lần trước sau tranh cãi, tôi vẫn chưa gặp được anh ấy. Hơn nữa, tôi với anh ấy cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Tôi sợ anh ấy không để mặt tôi đâu. Vì Hồng đây cũng coi như từng trải. Tôi dám chắc chỉ cần Tuyết Nhi cô nương đi, mối làm ăn này chắc chắn có thể nắm được. Nghe tôi đi, không sai đâu. Vậy là đúng rồi.
Tuyết Nhi cô nương, cảnh sát Nguyên Giáp sao anh lại tới đây? Đội trưởng chúng tôi đặc biệt kêu tôi tới để đưa cho cô bức thư này, nhưng anh ấy dặn tôi không nên lén đọc, chắc hẳn trong này có nhiều chuyện đặc biệt. Tôi đã cẩn thận đưa nó tới cho cô. Cho cô này. Cảm ơn nhé. Không có gì, cô cứ từ từ mà xem. Nhất định phải dùng trái tim cảm nhận tâm ý của đội trưởng chúng tôi nhé. Tôi còn có việc phải đi trước đây. Được. Tuyết Nhi thân yêu, tối nay 6 giờ đúng tới quán cà phê Lam 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 gặp anh nhé. Không gặp không về. Nhất định phải đến nhé. Không ngờ người cứng nhắc như Đại Long vậy mà lại biết viết thư. Tiêu rồi. Hình như hôm nay mình có hẹn với chị Thanh Hà. Xem ra phải để Đại Long đợi một lúc rồi. Không được, mình phải đi tìm Tống Thành bàn chuyện làm ăn, không thì sẽ không kịp mất. Anh Thành, Tuyết Nhi thượng quan muốn gặp anh. Tuyết Nhi.